Em ấy xin kính chào tất cả những anh chị và cô chú yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay nhà em ấy sẽ lên một cái siêu phẩm cực kỳ đẹp dòng 351 cho anh chị mình cùng sưu tầm ha. Thì cái dòng này thì không có chê vào đâu được anh chị ha. Đây là một cái cây dòng 351 khá là đẹp, khá là độc và cái màu phải nói là cực kỳ chói chang luôn. Cây này là 351 lăng ông nha anh chị mình ơi. Cây này thì nói chung cái dòng này nó rất là khỏe. 351 lăng ông là một cái dòng sưu tầm xưa ha. Thì nhà em ấy chỉ có một chậu như thế này thôi nè anh chị mình. Cho nên anh chị nào yêu thích cái cây 351 lăng ông này á thì anh chị nhớ alo cho em ấy qua cái số điện thoại 0989214119 nha. Cây đang phát triển rất là tốt luôn. Nếu như mà anh chị nào có nhu cầu chơi cả chậu thì em ấy sẽ không. Em ấy không chia cả chậu chứ quên, em ấy nói lộn nha. Anh chị nào có nhu cầu chơi thì alo em ấy, hoặc là nếu như mà anh chị nào có nhu cầu mà sưu tầm á thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em ấy nha. Anh chị mình cứ lần theo cái số điện thoại đó thì anh chị mình sẽ tìm được cái Zalo của em ấy. Đây, em ấy sẽ khoe măng cho anh chị mình cùng xem. Măng lên đang lên và phát triển rất là tốt. Hai bên hai măng nó đang đi cái hướng chữ T rất là đẹp. Em ấy chia luôn cái một cái khóm hướng chữ T như thế này. Đó, nếu như mà anh chị nào có điều kiện thì mình lấy luôn một cái khóm hướng chữ T, có nghĩa là ba lá này cộng với hai măng này. Còn nếu không, nhưng mà nếu như không anh chị mình, em ấy sẽ chia hai lá với một măng này. Hai lá một măng này thì em ấy sẽ chia với giá là 800.000. 351 lăng ông là một cái cây sưu tầm rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Em ấy sẽ lên mặt hoa cho anh chị mình cùng xem. Thèn, một cái cây màu đỏ cam. 351 lăng ông là một cái cây màu đỏ cam nha anh chị mình. Màu rất là đẹp, khung hoa rất là độc luôn. Phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng chơi. Đó, cây này cực kỳ đẹp luôn. Nó là màu đỏ cam nha. Cây này là màu đỏ cam, rất là đẹp. Khung hoa cực kỳ to. Cái này thì size hoa của nó tầm 16-18 xăng nha anh chị mình, không còn nhiều. 351 lăng ông thì hiện tại nhà em ý không còn nhiều để cho anh chị mình sưu tầm đâu. Cho nên anh chị nào mà nếu mà xem được cái clip nhà em ý á, thì anh chị mình nhớ alo liền cho em ý nha. Em ý up clip lên thì em ý sẽ chia một hai hướng. Còn cái phần đuôi, đa số cái phần đuôi, cái phần mà gọi là không khỏe thì em ý sẽ giữ lại để em ý chăm lên, em ý làm giống. Khi nào mà cái cây đó phát triển khỏe tốt rồi thì em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi tiếp. Trước mắt thì em ý chỉ chia sẻ những cái lá đầu như thế này thôi. Nếu như mà anh chị nào muốn giữ cái bộ rễ của nó như thế này thì anh chị mình nhớ dặn em ý là em ý sẽ giữ bộ rễ cho anh chị mình nha. Rễ của nó nè, đây là một trong những cái ưu điểm của cái cây 351 lăng ông này. Rễ rất là khỏe và phi rất là nhanh luôn. Nói chung trồng lan thì nếu như mà anh chị nào á, cô chú nào không biết có giống em ý hay không, trồng lan thì nội thấy rễ mà nó phi cực kỳ đẹp và rễ trắng tinh như thế này là thấy rất là ghiền rồi, phải nói là nhìn rễ thôi là ghiền rồi. Đó, xong tới mình xét tới cái bộ măng. Măng thì đang phát triển rất là tốt đây nè. Phải cây lực nha anh chị mình. Cây lực thì hai bên như thế này nó mới nuôi đủ khả năng, nó nuôi hai cái măng một lần như thế này. Thân lá của nó đây rất là đẹp. 351 lăng ông thì thân lá rất là đẹp luôn. Lá già thì em không có chia rồi nha. Cái này là cái lá già, em không có chia. Em chỉ chia những cái phần lá đẹp nhà cho anh chị mình cùng chơi thôi. Anh chị nào thích sưu tầm 351 lăng ông thì nhớ alo liền cho em ấy nha. Em ấy sẽ chừa cây cho anh chị mình nha. Em ấy cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng cái kênh YouTube em ấy bấy lâu nay. Xin gửi lời chúc sức khỏe tới anh chị cô chú của em ấy. Thì nếu như mà anh chị nào thích sưu tầm cái cây này thì anh chị nhớ alo cho em ý nha. Làm cái clip hơi trễ nha anh chị ơi, tại vì em ấy cũng mới vào vườn về, không có, đáng ra lẽ ra là làm buổi trưa cho anh chị mình xem á, nhưng mà em ấy bây giờ em ấy mới làm được. Đó, 351 lăng ông, màu rất rất là gắt luôn, phải nói là cái màu cực kỳ chói chang luôn anh chị. Cực kỳ chói chang, cho nên anh chị nào thích sưu tầm thì nhớ alo liền cho em ấy nha. Em ấy chỉ chia đúng ba lá đầu thôi. Những lá sau em ấy sẽ giữ giống lại, tại vì không có cây nào mà em ấy sẽ bán đứt giống hết anh chị mình. 351 lăng ông này thì em chỉ còn đúng một chậu và không có cây nào em ấy bán đứt giống hết, cho nên anh chị nào thích sưu tầm thì nhớ alo nhanh cho em ấy nha. Cái màu của nó phải nói chói lắm anh chị mình ơi. Cái màu nhìn phê lắm luôn, nó rất rất là phê luôn. Lưỡi của nó sẽ là màu đỏ đậm, còn cái cánh của nó sẽ là một cái màu đỏ cam. Đó, anh chị mình yêu thích dòng này không nè. Tên của nó là 351 lăng ông nha anh chị mình ơi. Nói chung xuất sắc, phải nói là xuất sắc luôn. Ít có cái cây nào nó đi hướng chữ T mà nó còn đâm ra được hai cái măng như thế này nữa nha anh chị mình.
nhanh tay siêu tầm biết cây 351 lăng ông này nha anh chị mình ơi. Số lượng rất là ít, lỡ như mà anh chị nào mà không siêu tầm được cũng đừng buồn em ý nha. Em ý hứa là nếu mà có hàng thì em ý sẽ chia sẻ đầy đủ cho anh chị mình cùng chơi. Bye bye anh chị của em ý nha.